Hello, cô Nguyên xin chào mọi người và các bạn đã đến với kênh On For Kids. Hôm nay đến hẹn lại lên nhé các bạn. Và cô Nguyên cũng không quên chúc các bạn và gia đình của các bạn ngày cuối tuần thật là vui vẻ và an lành nhé. Và ở video này cô Nguyên sẽ giới thiệu cho các bạn về một con vật. Con vật này có thân hình to nè. Và thức ăn của chúng là cỏ và lá cây đó các bạn. Và con vật này muốn gọi nhau sẽ có một tiếng kêu. Và tiếng kêu của chúng như thế nào thì cô Nguyên mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Star. Vừa rồi các bạn vừa nghe tiếng của con vật gì đó các bạn. Có bạn nào biết không nè? Cô Nguyên đoán là có một số bạn đã biết rồi. Đó là con bò. Đúng rồi đó, đó là tiếng kêu của con bò. Trong tiếng Anh đọc là cow. C, c, cow. Again. C, c, cow. One more time. C, c, cow. Bây giờ cô Nguyên hướng dẫn cho các bạn đánh vần nhé. Spell that. C O W. Again. C O W. One more time. C O W. Good. What animal? K K cow. K K cow. Again. K K cow. Bây giờ các bạn đếm thử xem cô Nguyên có bao nhiêu cow. Let's count. One cow. Two cows. Three cows. Four cows. Five cows. Six cows. Seven cows. Eight cows. Nine cows. Ten cows. How many cows? Ten cows. Good. What animal? Cow. Bây giờ các bạn thấy cow đứng gần cô Nguyên đúng không nè? Lúc này đứng gần cô Nguyên các bạn sẽ nói là this is a cow. This is a cow. Again, this is a cow. One more time. This is a cow. Okay. Và ở bức tranh này các bạn thấy cow đứng cách xa cô Nguyên nên chúng ta sẽ nói là that is a cow. That is a cow. One more time. That is a cow. Again, that is a cow. Good. Và các bạn thấy gì nào? What do you see? I see a cow. Again, I see a cow. One more time. I see a cow. What do you see? What do you see? I see a cow. I see a cow. What do you see? What do you see? I see a cow. I see a cow.
Và bây giờ các bạn thấy cô Nguyên có 4 mẫu số 1, 2, 3 and 4 và phía sau của những ô số là những bức tranh. Các bạn muốn biết phía sau là bức tranh gì không? Bây giờ cô Nguyên cùng các bạn cùng mở ô số nhé. What do you see? Bây giờ cô Nguyên mở bức ô số số 1. Các bạn thấy gì nào? What do you see? Đó là một cái chanh màu trắng. Cô Nguyên tiếp tục mở ô số 2 nhé. Các bạn thấy gì? Một cái lỗ tai và những cái đốm trắng và đen nè. Lúc này chắc một số bạn đã đoán được và một số bạn thì chưa đoán được nè. Bây giờ cô Nguyên tiếp tục mở ô số 3 nhé. Wow, lúc này các bạn đã đoán được rồi đúng không nè? Đó là cow. I see a cow. Again, I see a cow. Good. Và ở video này chúng ta được học và biết đến con vật gì nào? Đó là cow. Khi chúng ta thấy con bò, chúng ta sẽ nói tiếng Anh là cow. What do you see? I see a cow. Và bây giờ cô Nguyên xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé. Bye bye.